Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ một like, đăng ký cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Crypto Zone nhận 1.500 token Zone. Thì để tham gia nhóm này, các bạn nhấn link phần link mô tả dưới video mà đăng tắt chatbot này. Rồi các bạn bấm vào continue của bạn lưu tích xa để giữ qua bot 81.2.83 gửi cho bot. Rồi đây chắc trên ngồi gấp 6 quá, bot này khá là quen thuộc luôn các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên của bạn cho anh gấp này. Mình rất thích làm con bot trên đây gấp 6, rất là đơn giản rồi. Rồi tiếp tục cho anh tiếp controller. Rồi bắt đầu là tiếp tục follow Twitter và retweet bot này. Xin Twitter này các bạn theo dõi nha các bạn. Các bạn like, các bạn chấp nhận tôi quyết tăng dài người bạn đi các bạn. Dự án này quá rộng mà các bạn ơi. Rồi xuống đây các bạn bấm đòn. Rồi các bạn bấm đòn tiếp tục nha các bạn. Còn lại nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn điền là username tại Twitter các bạn đã follow dán các bạn. Dạ. Sao kỳ vậy ta. Các bạn chờ một xíu. Ok, các bạn chỉnh là cộng win V này nè, 9. Nãy bấm sao trúng chỗ nào đúng không? V này nè, 9. Chỉ bot. Rồi nó không có son kết. Join tiếp bên seller không thì các bạn gấp 6 gõ gàng. Rồi bấm don các bạn. Rồi tiếp tục mình gửi địa chỉ BNB Smart Chain Bet 20 trên dưới chocolate của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi sau đó các bạn gì lên ghép chia sẻ trong bè những cái thân để kiếm thêm tôi cần các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.